À, xin chào bạn, hôm nay đại lý Toto chúng tôi giới thiệu với các bạn vùng cầu điện tử Toto mới có cái mã hiệu là MS625CDW23. Cái này là chúng ta nhận hàng nó sẽ có hai bộ phận, đó là cái thân cầu là C625CD và nắp là TCF47360GA. Là lúc chúng ta nhận hàng nó sẽ có hai bộ phận khác nhau lúc chúng ta nhận hàng ha. Và vùng cầu này có kích thước của nó là chiều dài là 695, bề ngang của nó 387, từ sàn lên két nước này là 645. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn tổng quan vùng cầu này một lượt ha. Thì cái vùng cầu này là thuộc cái vùng cầu dấu dây. Hiện tại thì chúng tôi đang lắp đây thì nó thuộc nó có lòi cái dây điện, nhưng mà đúng là chúng ta sẽ là không có thấy dây điện ha, nó sẽ ra phía sau luôn. Thì cái mẫu này á, là hiện tại là chúng ta nhận hàng sẽ đầy đủ các linh kiện chúng ta như van khóa, dây cấp nước, gioăng cao su, con thọ rời, đầy đủ các linh kiện để chúng ta lắp đặt, không thiếu bộ phận gì nữa ha. Thì cái vùng cầu này chúng ta lưu ý là chúng ta phải chuẩn bị nguồn điện 220V 3 chấu vuông để chúng ta có thể lắp đặt được. Và cái vùng cầu này á, thì là dòng cầu vùng cầu điện tử một khối, có nghĩa là két nước và thân cầu nó liền nhau ha. Và nó sở hữu là cái chế độ là nó có cái remote cầm tay. Nó sẽ có cái remote cầm tay nha bạn. Đây. Đó, cái remote này chúng ta sẽ gắn lên tường và chúng ta sử dụng. Thì cái nắp này sẽ đầy đủ các tính năng như rửa đại tiện, tiểu tiện, sấy khô, khử mùi, làm ấm bề ngồi, cũng như là có chức năng e-water ở vòi rửa, cũng như là kể cả nó phun trong lòng cầu. Thì nó đầy đủ các tính năng e-water, đặc biệt đối với cái dòng S7 mới á, thì nó sẽ có cái phun cái e-water nằm ở dưới nắp bể ngồi này, giúp cho chúng ta là tránh cái chất thải nó bám đây, nó phát sinh vi khuẩn ha. Thì nó là một sự cải thiện mới. Còn cái sử dụng, hướng dẫn sử dụng của cái cầu này chúng tôi sẽ làm cái clip khác, chúng ta có thể xem qua để hướng dẫn sử dụng. Còn về bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sản phẩm này thôi. Thì cái mẫu này đang được trưng bày trong hệ thống Toto Túng Đứng Tôi. Quý khách cần mua có thể liên hệ tôi theo số điện thoại dưới cùng clip, hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán, đặt hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.